Gần đây, chúng ta rất ngạc nhiên thấy đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam diễu hành. Chúng ta hay thấy cảnh sát kỵ binh ở châu Âu. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết nhiều nước trên thế giới đã sử dụng lực lượng này trong việc đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự. Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước. Ở Việt Nam đã có lực lượng kỵ binh, nhưng hay được sử dụng ở biên giới đi tuần tra do không có đường xá phải dùng ngựa. Kỵ binh sẽ được dùng trong bất kể công việc gì cần thiết, thậm chí là lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát. 60 con ngựa Mông Cổ đã được thuần hóa, cũng xuất hiện để phục vụ biểu diễn. Sự xuất hiện của những chú ngựa này khiến rất nhiều người dân thủ đô phấn khích. Họ náo nức và rất vui mừng khi chứng kiến cảnh kỵ binh cưỡi ngựa chuẩn bị duyệt binh. Nhìn qua, chúng ta thấy một điểm khá rõ ràng và nhiều người hiện tại vẫn hay chê bai là tại sao ngựa của Việt Nam trông bé, xấu hơn ngựa kỵ binh châu Âu. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời này các bạn nhé. Được biết, số ngựa được các chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sử dụng được nhập khẩu từ Mông Cổ. Giống ngựa Âu Mỹ ở xứ lạnh thường to lớn hơn nhiều so với gốc Á, bởi vì dễ thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu lạnh giá và thừa hưởng bộ gen từ ngàn xưa giống ngựa châu Âu. Cũng giống như người châu Âu, châu Mỹ thường cao to hơn rất nhiều so với người châu Á. Giống ngựa tuần tra được sử dụng bởi các lực lượng cảnh sát kỵ binh các nước ở châu Âu, Mỹ là giống ngựa châu Âu to lớn, có sức khỏe tốt và sải chân dài. Lực chiến rất hoàn hảo. Tuy nhiên, khi vào các trận chiến, chúng thường dễ bị hoảng loạn khi nhìn thấy dao kiếm, súng lửa hay đám đông. Chính vì thế, ngựa tuần tra sử dụng chống bạo động thường có bịt mặt để giúp ngựa tránh những thương tích không đáng có, cũng như để hạn chế tầm nhìn. Cách đây chưa lâu thì Việt Nam đã nhập khẩu 105 con ngựa Mông Cổ để trang bị cho đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh. Trong số này, 70 con được đưa vào huấn luyện, số còn lại là ngựa giống để sinh sản. Các chuyên gia Mông Cổ cũng sang Việt Nam để thuần dưỡng số ngựa này. Những chú ngựa này được đánh giá khá nhỏ nhắn khi nặng khoảng từ 300 đến 400 kg, cao khoảng 1m6 đến 1m8 và độ tuổi trung bình là từ 2 đến 4. Tuy nhiên, chúng lại sở hữu lông đuôi cũng như bờm rất mượt và hơn hết là rất giỏi chịu đựng, dai sức cũng như là sức chiến đấu cao. Ngựa Mông Cổ nhỏ hơn khá nhiều so với ngựa châu Âu và vì thế mà ăn ít hơn. Chúng chạy rất nhanh từ khoảng 30 đến 45 km một giờ, cơ động cao khi có thể bất ngờ ôm cua ở tốc độ lớn. Theo nhiều chuyên gia, ngựa Mông Cổ là giống cực kỳ bền sức, có thể chạy 10 giờ liên tục, nên từ xưa được mệnh danh là Thiên Lý Mã. Khi phi nước đại, ngựa Mông Cổ thường nhoài đầu về phía trước, giúp người cưỡi ngựa rất thuận lợi trong việc sử dụng các đồ vật trên tay mà không lo vướng víu. Chúng cũng là loài chỉ ăn cỏ, vẫn có thể sống tốt và ăn ít hơn khá nhiều so với giống ngựa châu Âu, nên khi hành quân xa sẽ phải mang ít lương thực hơn. Đồng thời, do chiều cao khá thấp nên trọng tâm của người ngồi trên ngựa Mông Cổ cũng thấp. Điều này khiến việc cưỡi chúng sẽ dễ dàng giữ thăng bằng hơn ngựa châu Âu, phù hợp với người tầm vóc Việt. Không chỉ vậy, ngựa Mông Cổ khi sinh ra đã được rèn luyện ở những khu vực thời tiết rất khắc nghiệt ở Thảo Nguyên. Nhiệt độ trong năm có thể từ 30 độ C vào mùa hè đến âm 40 độ C vào mùa đông. Vì vậy, chúng có khả năng chịu đựng rất cao, chịu đựng nhiều môi trường sống. Với những ưu điểm kể trên, việc khối cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam được trang bị giống ngựa Mông Cổ được coi là điều hợp lý. Chúng rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam, khí hậu các mùa ở nước ta và khả năng cơ động tốt trên nhiều khu vực địa hình. Một đặc điểm khác của ngựa Mông Cổ đã được nêu trên, đó là sự gan dạ. Người Mông Cổ tin rằng ngựa của họ không ngại ra chiến trường, có thể tâm ý tương thông với chủ nhân và nhờ thế làm nên những bước ngoặt quan trọng khi chiến đấu. Ở châu Âu, có những giống ngựa có sức khỏe và lực chiến rất hoàn hảo để dùng làm chiến mã trong chiến trường, nhưng rất dễ hoảng sợ khi thấy đao kiếm hay là đám đông. Đó là lý do vì sao kỵ binh phương Tây thường phải đeo giáp và bịt mặt để hạn chế tầm nhìn của ngựa, giúp chúng chỉ tập trung vào phía trước. Tầm nhìn của ngựa là rất rộng. Trong quá khứ thì người Mông Cổ đã từng sử dụng loại ngựa này để chinh phạt khắp từ châu Á sang châu Âu. Thậm chí ở thời đế chế Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn, thuật ngữ vó ngựa Mông Cổ đã gây ra sự khiếp sợ trên rất nhiều vùng của thế giới. Nhắc về giống ngựa này, có một số câu nói về sự thiện chiến. Vó ngựa Mông Cổ đến đâu thì ở đó cỏ không mọc được. Một vấn đề rất phản cảm được mọi người phản ánh là ngựa vệ sinh rất bừa bãi.
Khi được hỏi về việc giữ vệ sinh khi sử dụng lực lượng kỵ binh tham gia các nghi thức quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, do ngựa có ruột thẳng, ăn và tiêu hóa liên tục, nên kinh nghiệm Hoàng gia Anh là có thiết bị giữ vệ sinh hứng ở dưới. Một câu hỏi vui dân mạng đặt ra, tại sao kỵ binh Việt Nam không cưỡi ngựa vằn cho khác biệt, cho nổi bật với thế giới? Đúng như vậy, chúng ta thường thấy ngựa được dùng trong việc kéo xe và cưỡi, duy chỉ ngựa vằn là để làm cảnh và ngắm cho vui. Vậy thì tại sao con người lại không cưỡi những chú ngựa vằn? Trên thực tế của đời sống, con người từ xưa đến nay sẽ chọn lọc những loài động vật dễ thuần hóa, sinh sản tốt và có tính giá trị cao trong việc nuôi dưỡng. Và trong họ ngựa, tất cả các loại đa phần đều thỏa được những điều kiện trên ngoại trừ ngựa vằn. Bởi vì ngựa vằn có vằn nên chẳng ai cưỡi. Trong những cuộc chiến ngày xưa, ngựa thường được dùng để cưỡi đi chiến đấu. Thế nhưng lý do đầu tiên chúng không được chọn là bởi vì chúng có vằn rất khó ngụy trang. Hơn hết, những chiến binh sẽ bị lóa mắt, mất tập trung vì những vằn trắng đen trên thân chúng. Ngựa vằn vốn dĩ rất hung dữ, khó thuần hóa. Việc thuần hóa ngựa vằn từ trước đến nay đều có kết quả là thất bại. Bởi ngựa vằn có tính hung dữ, khó thuần hóa, thiên tính của chúng rất khó đoán trước được. Thường thích đá lại hay cắn. Việc dạy cho ngựa vằn cách học kéo xe cũng như thế. Chúng rất dễ kinh hãi dưới áp lực. Và khi chúng bắt đầu trưởng thành, thì những con ngựa vằn thường dữ hơn những con ngựa thông thường rất nhiều. Điều đặc biệt nguy hiểm từ những con ngựa vằn là khi cắn, chúng thường sẽ không nhả, nên nuôi dưỡng ngựa vằn được xếp vào một trong những việc cực kỳ khó khăn. Ngựa vằn không có lối sống phân cấp. Thường thì trong quần thể ngựa có cấu trúc phân cấp, kết cấu tập quán gia đình. Một con ngựa đầu đàn là con ngựa đực. Tiếp đến có khoảng 5 đến 6 con ngựa cái và thêm những con ngựa con. Những con ngựa này đều biết vai trò cũng như vị trí của chúng trong đàn. Chúng chịu sự chi phối của con ngựa đầu đàn và sẵn sàng làm theo mọi điều khiển của nó. Vì vậy, con người chỉ cần chế ngự thuần hóa duy nhất con ngựa đầu đàn thì có thể dạy dỗ luôn cả những con khác. Thế nhưng, ngựa vằn lại là một trong những loại không hề có lối sống này. Và đấy là lý do tại sao cho đến nay, dù thuần hóa được những con ngựa vằn, nhưng chúng lại chỉ để ngắm và làm cảnh cho thiên nhiên thêm sinh động mà thôi. Tại sao ngựa vẫn được nhiều nước sử dụng? Đặc biệt tại nhiều thành phố lớn, trong đó có New York, London, Berlin, Sydney, Toronto, hình ảnh cảnh sát kỵ binh vẫn rất phổ biến. Tại sao những thành phố hiện đại nhất thế giới vẫn còn giữ được lực lượng kỵ binh? Hóa ra là có nhiều nguyên nhân hơn bạn nghĩ. Kiểm soát đám đông chính là thế mạnh chính để cảnh kỵ binh vẫn còn hiện diện tại các thành phố lớn. Ngựa đem lại lợi thế đáng kể về chiều cao, giúp cảnh sát di chuyển nhanh chóng, dễ dàng trong một đám đông lớn. Như vậy, việc cảnh sát trên lưng có thể có tầm nhìn rõ ràng hơn về tình hình. Kỵ binh được cho là đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ giải tán đám đông bất kham, chẳng hạn như trong các trận bóng đá. Khi người hâm mộ hai đội bóng đụng độ với nhau, chỉ cần số ít cảnh sát kỵ binh là đã có thể ứng phó tình hình. Ngựa là loài động vật cao lớn nên có thể đẩy bật người ra khỏi vị trí. Bên cạnh đó, con người có bản năng sợ các thực thể to lớn nên cũng sợ bị ngựa giày lên. Nhiều người đang hăng máu có thể sẽ không sợ đụng độ với cảnh sát, nhưng khi đối mặt với một con ngựa, họ sẽ chần chừ. Thực tế là tại Anh, khoảng 3 hoặc 4 cảnh sát kỵ binh có thể giải tán đám đông nhanh chóng sau khi hơn 20 cảnh sát thông thường mất kiểm soát tình hình. Ngoài ra, những cảnh sát thông thường cũng dễ nhận ra đồng đội kỵ binh của mình hơn trong đám đông và tiếp cận họ khi cần thiết. Ngoài ra, lực lượng kỵ binh cũng có thể di chuyển tốt và nhanh chóng trong những địa hình đặc biệt như là đồi núi, rừng rậm, phù hợp cho các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mà phương tiện cơ giới nặng nề rất khó khăn để có thể tiếp cận. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.